Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tích gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha. Thì clip vừa rồi mình review một cái phiên bản beta mới. Và cái clip này mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các anh em là ở giai đoạn mà cái master là 100 và gửi sách của mình đó là 51 thì anh em farm cái map nào để cho cái lượng ad của mình lên cao nhất và không phụ thuộc vào cái map không. Anh em cần phải có cho mình một cái bùa nữa nha anh em. Nếu mà không có bùa là không có nói lên tất cả. Thì hôm nay cái bùa của mình đó còn là 10 giờ 22 phút nữa. Anh em cần có phải là một con gấu và một cái bùa, kèm theo đó là một cái map cao, thì anh em sẽ farm tốt nhất ở cái giai đoạn mà khi chúng ta cái master đã trên 100. Trên 100 thì cái lượng S của chúng ta farm những cái map nhỏ là nó cực kỳ là thấp, hầu như là nó không có luôn. Như vậy anh em phải tiến dần lên những cái map cao. Và ở cái map cao thì chúng ta đi cái map nào anh em vào giữa mình nhé, thì anh em lên cho mình là mắc luôn là ở cái map Cree. Ở trên đây là vừa mo que map là mình đang ở một cái là pháo đài sói luôn nha anh em. Chỗ này là chỗ trấn giữ pháo đài sói của anh em khi tham gia một cái sự kiện, đó là pháo đài sói nha. Thì ở đây nó có rất là nhiều cái bãi quái, thì ở đây mình đã farm giờ cái bãi này. Ở trên ta căng mình đã quét map lấy cái điểm cho vui liên tục và bây giờ mình không có thể nào tá túc ở ta căng được anh em ạ. Nên nó phải tọt lên trên đây để farm. Trên đây thì các anh em hầu như là ít người farm. Adol vừa nói ít người farm thì có một anh MG ở đây, thì gặp nhau thì chào nhau một cái luôn đi nào. Tới luôn đi anh ơi, tới luôn. Hiện giờ là đang tới luôn nha Nam. Đậu xanh lại giành bãi rồi. Mà còn bơi ca người khác. Rồi mình ngoẹo luôn anh em à. Cái gui của anh này quá mạnh rồi anh em, không có được. Như vậy thì mình sẽ đi cái chỗ khác nha. Cái chỗ này ảnh chiếm giữ rồi. Cái đậu bắp nó lại nó bơi ca cái con DL. Tại vì cái bãi đó là mình dưới DL nó farm làm hầu như là một đêm gà anh em. Các anh em có thể là ra ngoài đây nha, farm nó rất là tốt. Mình ở đây mình farm cho anh em xem. Ở đây cái lượng S của anh em nè, nhìn nó lên rất là ổn áp nha. Nếu mà không có con gấu thì cái lượng S của chúng ta sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Hiện tại thì mình thấy là cái giá ngọc nó đang bình ổn lại, nó không có còn sốt nữa nha. Ở trên map ghi này là dành cho những anh em nào mà ghi set là hơn 50 và master là hơn 100. Anh em lên trên đây farm rất là tốt, không có bị tình trạng là cờ lon chiếm bãi. Nó chỉ có tình trạng là top nó vô nó bê ca không à, nó bê ca thẳng vô trong mặt không nghe anh em, như hôm nãy vậy đó. Đi vô trong gặp là bát luôn anh em. Clip này mình sẽ làm thêm trọn vẹn một clip review của cái con DK. Và clip sau mình sẽ thông báo và quảng cáo cho anh em biết luôn. Clip sau là mình sẽ làm về cái con MG anh em. Vì MG là mình mới tậu được cho em ấy một cái cây lôi phong đao, kèm theo đó là có một cái skill là quét nhà thằng trưởng, xem lại máy sẽ như thế nào. Và cái con MG của mình kỳ gọi mình đi á, nó chỉ là có 70 mấy master thôi. Bây giờ mình đi có thể là vào trong cái master, mình vào trong cái vé là BC2, mình có thể là lộng hành trong đó được nha. Hiện giờ là BC3 người ta đang farm ngọc rất là nhiều, không biết là cái nguồn ngọc nó có nhiều hay không, nhưng mà anh em lên trên là BC3 các anh em chủ rất là đông luôn. Hiện giờ là BC1 và BC2 nó quấn tanh, chỉ còn những anh em leo hoe đi cài ngọc thôi. Còn hiện giờ người ta đang bu ở BC3 rất là nhiều. Và ở trong BC3 thì các anh em farm nó chậm hơn ở ngoài rất là nhiều luôn. Vào trong đó chỉ có cái nguồn thu là kiếm ngọc thôi, còn hô mà kiếm S là nó không có luôn nha anh em. Các anh em có thể là bấm vào bản đồ mình dò đi, nó rất là nhiều bãi nha. Các anh em lên trên đây dần dần là nó sẽ có hiện những cái chấm trắng. Những cái chấm trắng đây là những cái bãi quái người ta tập trung ở đây. Còn những cái chấm màu xanh, cái hình ngôi sao là boss nó sẽ xuất hiện ở đó. Khi cái khung giờ boss anh em, những cái con boss lớn anh em đi lại những cái chấm mà màu xanh của cái ngôi sao, anh em farm boss nha. Nhưng mà không có cửa đâu anh em. Vì hiện tại bây giờ á, những cái nguồn thu á là những ông top người ta lại người ta cạnh tranh hết. Người ta ôm boss rất là tốt, rất là kỹ luôn anh em. Qua cái phiên bản cập nhật này á thì anh em thấy như thế nào thì hãy mạnh dạn comment vào cuối cái phần video này nha, để giúp cho kênh càng ngày càng phát triển. Hiện tại á thì mình mới review cái clip là có cái thông tin để up cái vũ khí gồng 2 lên, thì qua ngày hôm sau là mình vào trong một cái nhóm là mình thấy là có được mấy anh up vũ khí gồng 2 lên đó anh em, cực kỳ là nhanh luôn anh em à. Không biết anh đó anh đầu tư cái kiểu gì luôn mà vũ khí gồng 2 vừa có thông tin thôi là có người treo bán liền. Mà đâu phải dễ anh em. Cái vũ khí gồng 1 của mình là phải cộng lên 13. Cộng lên 13 rồi các anh em phải có được những cái nguyên liệu của anh em ép lên vũ khí gồng 2. Mà nó có tỷ lệ xịt nữa, đâu phải là ép lên 100%, nhưng mà vẫn có người có nha. Khâm phục mấy anh đó thiệt. Hiện tại cái con game này ngay tới thời điểm bây giờ nó cũng còn chơi rất là tốt, rất là ổn. Anh em đừng có trông chờ những cái con game khác anh em. Hiện tại thì mình không có đặt quá nhiều hy vọng vào cái con game Mutakan nha. Tại vì mình thấy giao diện của nó Origin thì mình không có đặt quá nhiều niềm tin. Cái giao diện mà nó chuẩn BC như gì thì mình khuyên các anh em nên chơi, nó sẽ rất là ổn áp.
rất là ngon lành, vì chúng ta có thể là hoài niệm lại những cái cổ và những cái con nhân vật của mình, nó có hình hài, kỹ năng và di chuyển, nó sẽ giống như cái phiên bản PC mà cái xe Yes. thành mà thời kỳ nguyên thủy mà 1945 tới giờ đó anh em. Và một điều nhắc lại cho anh em nè, muốn lên trên đây farm tốt là các anh em phải trực máy 24/24. Còn nếu mà các anh em muốn farm cho bình yên á thì các anh em lên xuống là Aya 2 và Aya 1 các anh em farm, thì cái tỷ lệ mà quét map nó cực kỳ ít, tại vì ngay cái thời điểm bây giờ anh em người ta đang tranh những cái điểm master để cho nó full master, thì map nào cao thì nó lên nó ôm map nấy. Những anh em mà farm những cái map tầm trung hoặc là cái map nhỏ bây giờ nó rất là nhẹ rồi, không còn mà tranh cạnh treo những cái bãi quái mà lip hết nữa. Bây giờ các anh em chỉ việc là ở những cái bãi quái tầm trung các anh em farm, hạn chế BK quét nhất có thể, tại vì không có ai mà rảnh đi quét mấy cái map thấp làm gì, người ta chỉ quét những cái map cao thôi. Map cao người ta đưa những con clone của người ta lên đặng người ta cắm, người ta treo, người ta kiếm cái nguồn thu. Còn những cái map thấp là bây giờ người ta không cần nữa nha anh em. Khi mà mình đeo một cái con gấu lên thì cái lượng S của mình lên là hơn 100 nha anh em. Còn mà không có cái con gấu thì cái lượng S của mình tầm khoảng là 60-70 thôi. Con gấu nó đóng vai trò rất là quan trọng khi chúng ta đi farm. Các anh em chỉ cần là mua một cái bùa 100% kèm theo đó là một con gấu thôi. Gen được cho anh em. Gen hiện giờ đang bán trái hàng nha. Anh em nào mà dân cày á thì có thể là cày gen để bán nha. Gen vào bơi hiện giờ nó đang có tiến triển rất là nhiều luôn. Nhưng mà mình vẫn bán cái giá cũ nên mình kiếm được những cái gen ít ỏi để đủ làm clip rồi đi reset này kia kia nọ anh em à. Chứ không có mà quá dư, tại vì mình cài không có nhiều được như anh em, chỉ cài được một buổi hay là treo gì thôi. Nhiều khi đã cấm tới sáng rồi đi về thì nó ở thành nó rồi. Hiện tại là mình đang ở trong một cái gui thứ hai nha anh em. Cái gui của mình nó đang full thành viên rồi nên là anh em tạo thêm một cái gui thứ hai, cho nữa mình sẽ liên minh hai cái gui này lại để cho các anh em thấy nó sẽ đẹp hơn. Và tiện thể vào trong gui thì mình xin được lọc lại nha. Nhớ anh em nào không on á thì mình sẽ ộp mấy anh em đó, mình để chừa nhớ anh em on. Nhiều khi mà mấy anh em on tâm huyết á lại vào người ta có gui để người ta on nha anh em. Hiện tại thì mình thấy DK nó lên trên đây nó farm cũng rất là tốt, tuy là cái lượng đam của nó không có được quá to, mình thấy là hầu như nó sẽ hơn cái con cung nữ và cái con GF rất rất là nhiều luôn. Hô về cái độ farm tốt nhất ngay thời điểm bây giờ chỉ có con sum và cái con nách quay thôi, hai con đó là đang làm mưa làm gió nha anh em. Nó chỉ ở chế độ farm nha, còn chế độ BK thì không ai qua được DK. Còn mà nếu mà đầu tư thêm một chút xíu nữa thì cái con GF nó cũng kha khá nổi tiếng trong đây, nếu mà các anh em chịu đầu tư nha. Còn nếu mà ngang đầu với nhau á thì cái con GF nó làm chắc không lại cái con DK, tại vì mình đã có test rồi, mình đi BK mình quét map rất là nhiều, tới cái giờ BK là mình quét kiếp, bây giờ ta căng mình không dám mở luôn, thò cái mặt mình ra thì nó BK nó lôi hai ba thằng DL lên, nó BK như đúng rồi luôn, nó quánh đùng đùng đùng, có một thằng nó lôi một cái con GF lên rất là khủng luôn, nó rượt mình chạy vòng vòng vậy đó. Tại vì cái tặc của mình đi tới đâu là mình quét tới đó anh em, không có chừa ai đó cho đậu xanh dặn cá mà chém thớt nha. Tại vì mình treo ở đó rồi các anh em tự nhiên đi về thành bắt vô thì thầm thì thấy có thằng nó BK như mình đây đấy, cà phê đen nó bơi ca nè, cái này thấy không? Thì như vậy mình ra mình gặp thằng cà phê đen thì mình cho nó thành cà phê đắng luôn, rồi mình sẵn tiện mình lan can qua mấy thằng bên kia luôn, sẵn đó mình làm luôn một thể anh em à, cho nó về. Chứ bây giờ đứng đó cũng không làm được gì, mình về thì anh em cũng không có được farm, chơi là vậy anh em, game BK mà cứ việc đi, BK mạnh vô được thì đứng còn không được thì nằm. Và cho anh em xem lại một cái bảng điểm của mình, 8k, 1k5, 50 và 3k7. Và cái bảng master cũng như vậy luôn, bảng master thì cũng không có gì quá thay đổi quá nhiều, tại vì có điểm thì mình sẽ cộng vào XD thôi, cộng vô hai ô XD này nữa là được. Mà lên tới đây rồi mình thấy nó hơi chậm chút xíu, lên tới đây là nó sẽ ngốn nguyên liệu của anh em rất là nhiều, tại vì anh em phải đầu tư là bùa với gấu liên tục. Hiện giờ con gấu của mình hết hạn và chỉ còn bùa thôi. Ok, và như vậy cái video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.